Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tôn Ngộ Không Hà Nội. Lời đầu tiên chúng tôi xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, như vậy một mùa Trung Thu đã sắp đến rồi và quý vị đang muốn tìm kiếm những món quà dành tặng cho các bạn nhỏ trong dịp Tết Trung Thu này. Hôm nay chúng tôi sẽ quay giới thiệu với các bạn bộ Đề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không dành cho trẻ em. Xin mời các bạn cùng đón xem. Bộ này thì chúng tôi đã phân phối cho rất nhiều các bạn nhỏ ở trên cả nước và được rất nhiều sự ủng hộ. Nay tôi sẽ quay chi tiết các bộ phận của bộ trang phục cho các bạn xem. Đầu tiên là một chiếc mũ. Đó, chiếc mũ Tôn Ngộ Không. Có râu nhé các bạn nhé. Đó, có thể tháo ra được các bộ phận. Đó, chúng ta sẽ tháo ra. Đó, và cắm vào. Chưa? Và các bạn sẽ đeo lên trên đầu như này. Đó. Rất đẹp đúng không ạ? Rồi, đây là chiếc mũ của chúng ta. Ok. Tiếp theo, tôi giới thiệu với các bạn đây là mặt nạ Tôn Ngộ Không. Phiên bản nhựa và có đính kèm cái sợi lông ở trên mặt như này. Sẽ tạo cho một cảm giác rất là giống Tôn Ngộ Không các bạn ạ. Đó, và đặc biệt đeo cái mặt này thì rất là khoáng. Đây là chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không dành cho trẻ em các bạn nhé. Đấy, mặt này thì trẻ em đeo rất là vừa. Tôi đeo thử cho bạn xem. Đấy. Sẽ như này. Đó. Các bạn nhỏ đeo mặt này thì rất là khoáng. Đây. Và cũng rất là giống nha các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái gậy. Đây, gậy này tôi đã cho quý vị xem rất nhiều rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, ta kéo ra nha. Đó. Là xoay. Đó. Chưa? Hai đầu được in 3D hình rồng phượng rất đẹp. Ở giữa là inox. Rồi, nào, có thể thu vào và kéo ra. Chưa? Rồi. Chúng ta tiếp theo có một đôi găng tay các bạn nha. Đó, đôi găng tay rất là mịn dành cho các bạn nhỏ đeo. Rồi. Đây là chúng ta sẽ có đôi giày. Giày cao cổ này. Đó. Ta có màu đỏ và màu đen các bạn nhé. Thường thì các bạn sẽ đi màu đỏ. Bạn thích đi màu đen được. Đó, chưa? Ok. Đó, đây là một cái vòng pico. Đó, sẽ buộc vào như này. Rồi, một phần quan trọng của chúng ta không thể thiếu được chính là trang phục. Đó, đây là sẽ là áo. Đấy, áo và quần. Chưa? Đây là bọc tay này, bọc vào tay này. Được. Cái này là cổ này, cổ vai đấy. Đây là áo tràng. Quý vị có nhu cầu sở hữu bộ Tôn Ngộ Không Đại Thiên Đại Thánh dành cho trẻ em thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại 0968 646 698 hoặc inbox vào fanpage của chúng tôi Tôn Ngộ Không Hà Nội để được tư vấn và hướng dẫn đặt hàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một vài hình ảnh về sản phẩm quý vị nhé.